Ha. Đầu tiên tìm cho cô biết là trong một cái lá thư cảm ơn thì tổng cộng có bao nhiêu phần? Phần là hình như có 4 phần. Không, tính từ mở bài luôn, mở bài đến từ đầu bức thư đến cuối bức thư luôn, có bao nhiêu phần? Đầu tiên là chào. Ừ, gửi lời chào, mở đầu đúng không? Rồi gì nữa? Là lý do xong là lời cảm ơn, xong là chúc, xong rồi ý tên là 5 phần. Ừ. Phần mở đầu, lời mở đầu, lời cảm ơn mở đầu, chi tiết cho lời cảm ơn, kết thúc bức thư và ký tên nữa ha. Còn trong phần mở đầu thì con phải ghi cái gì vậy? Địa Dear, đúng rồi. Nếu như phụ nữ thì sao? Còn đàn ông thì sao? đàn ông là mít à, còn Đàn phụ ông nữ là là bít Mr. Ừ, đàn ông là mít Mr, phụ nữ là Miss. Miss có S á, là phụ nữ đã có gia đình rồi. Còn Miss mà không có chữ R, Miss có chữ R rồi là phụ nữ gia đình rồi ha. Còn Miss mà có chữ R, không có chữ R chính giữa thì là người ta chưa có lập gia đình. Rồi. Sau đó thì sẽ tới sau chữ Mr hoặc là Miss thì sẽ tới cái gì? đi nhà viết thư. Không, chưa chưa sẽ tới tên của người đó, ví dụ như đi Miss Lan, đi Mr Hùng, vân vân, phải là tên của người đó tiếp theo ha. Còn nếu như cái người đó mình không biết rằng là người ta có gia đình hay chưa thì mình sẽ dùng gì? Biết gia đình giờ thì ghi là mít. Ừ, đối với nam là Mr và đối với nữ là Miss, Miss mà không có chữ R ở chính giữa ha. Rồi, ví dụ như mình không biết tên của người đó luôn. Ví dụ như là đi Miss Lan ha, mà mình không biết tên của người đó luôn. Viết tên cơ quan, viết tên cơ quan người đó là Đúng rồi, biết tên cơ quan của cái người đó hoặc là cái chức vụ người đó, ví dụ như là giám đốc hay là trưởng phòng gì đó vân vân ha. Đó là những bức thư là thân mật hay là không thân mật. không thân mật. Đúng rồi, đối với những người trang trọng lớn hơn mình thì mình không có thân ha. Tiếp theo tới phần lời cảm ơn mở đầu thì mình sẽ ghi gì ở đó? Thank Thank you, đúng rồi, đưa ra lý do tại sao mình muốn viết cái thư lá thư cảm ơn này ha. Thank you for your helping me in my job. Ví dụ vậy, cảm ơn vì đã giúp đỡ tôi trong công việc. À, con cho cô một vài những cái mẫu câu để thể hiện lòng biết ơn đi. Ngoài thank you, cô ra mình còn những mẫu câu nào nè? you. Thank you. I would like to take this opportunity to thank you for. Would like, đúng rồi. Mình có thể dùng cái cấu trúc would like gì đó ha. Tôi muốn gì gì đó. Because cái gì đó, hoặc là con có thể dùng chữ appreciate để trước mình học appreciate, appreciate your help, tôi rất biết ơn cái sự giúp đỡ của bạn, vân vân. Rồi sau đó tới phần chi tiết lời cảm ơn thì mình sẽ ghi gì trong phần này? Lời cảm ơn tham là lý do. Đúng rồi, lý do ha. Và cái người đã giúp mình cái gì là cái cảm xúc của mình dành cho cảm xúc biết ơn hay là cảm xúc vui gì đó của mình đối với cái sự giúp đỡ của người đó. Và phần tiếp theo là phần kết thúc nội dung là cảm ơn thì mình sẽ ghi gì trong đó? Có nội dung cảm ơn thì ghi gì trong đó? Cảm ơn một lần nữa, thank you again ha, thank you again for cái gì đó, tại tiếp tục khẳng định lại lòng biết ơn của mình thêm một lần nữa ở phần kết thúc nội dung phần cảm ơn này. Rồi cuối cùng thì kết thúc bức thư, à chưa, cuối cùng ha, kết thúc bức thư thì mình gửi gì? Lại chúc sức khỏe. Rồi lời chúc sức khỏe hoặc là mình ghi những cái chữ con nhớ không? Regards Chữ nè, thank you nè, sincerely nè đó. Những cái chữ đó thì mình cần nên học ha, những cái khung á thì cần nhớ học cho cô những cái
mẫu câu có trong khung nha. Và cuối cùng là chữ ký, đúng không? Cuối cùng là chữ ký. Rồi, ok. So now let's continue our lesson. Mình tiếp tục với cái bài lá thư cảm ơn của mình ha. So, could you see my screen? Yes. Yes, very good. Rồi, bữa trước mình đã tới phần này rồi. Bây giờ mình tới phần tiếp theo. Phần tiếp theo của mình. Đây. What are the differences between a friendly letter and polite letter? Cái này mình đã nói rồi, bây giờ trình nhắc lại cho cô là sự khác nhau giữa một lá thư thân mật, một lá thư trang trọng là gì? Một lá thư thân mật, một lá thư trang trọng. Trang trọng. Con nhìn thân mật. Hai cái bức thư này để mình nói. Thân mật là đã quen biết từ lâu. Đúng rồi, ý là trong cái lá thư đó có gì khác. Cô ví dụ một điểm khác. Một điểm khác là lá thư mình viết cho người mình thân á, thì không cần chữ đi, không cần hello, hi hay được rồi. Nhưng mà đối với những người mà mình không có thân, lá thư trang trọng thì mình phải có chữ đi, thể hiện sự trân trọng ha, kính gửi. Rồi, vậy thì sự khác nhau tiếp theo là gì ta? Khác nhau tiếp theo có gì ta? Có thể thấy là cái phần dưới cùng, một phần ký tên đó. Phần ký tên ở cái bức thư thân mật của mình là chỉ cần nói your friend, your bones, ở đây là bạn của bạn ha. Bones có nghĩa là bạn qua thư từ đó các. Your friend hoặc là your lovely friend, mình có thể dùng những cái từ chữ thân mật. Nhưng mà ở lá thư trang trọng thì mình bắt buộc phải dùng những cái chữ ở trong khung. Trong tại mình bữa trước cô gửi con á, regard nè, thank you nè, đó những cái chữ đó ha. Không được dùng your friend, your lovely friend, rồi love này nọ trong đây nha. Đó là sự khác nhau tiếp theo. Rồi còn gì nữa? Một bên thì chỉ cần ghi tên thôi, còn một bên thì phải ghi cả họ và tên luôn. Đây, thân mật thì chỉ ghi tên được rồi, còn bên trang trọng là phải ghi họ và tên luôn. Đó, rồi sự khác nhau tiếp theo là bên bức thư thân mật mình phải ghi là write back soon, mình thể hiện cái mong muốn của mình là muốn người đó hồi đáp lại thư của mình, đúng không? Write back soon. Nhưng mà ở bên lá thư trang trọng thì không có được viết vậy, phải dùng chữ please write back soon. Please write back when you can. Phải thêm chữ please vào, làm ơn ha, thực sự ha. Rồi đó là những cái điểm khác nhau cơ bản giữa hai bức thư. Đây là một cái bức thư mẫu ha. Trình giúp cô đọc cái bức thư mẫu đi con. Bức thư mẫu. Dear Miss Dalway, how are you? It has been a while since I last saw you. You already moved to Los Angeles. I hope you like your new job and your new home. Everyone in LS is doing fine. Our new teacher name is Miss Rose. He is very tall and smart. He is not as nice as you are. Anyway, I am going to thank you for being a wonderful teacher. I really appreciate you teaching me many follow things. I will always remember you. I hope to hear from you soon. Sincerely, đây là một bức thư thân mật hay là trang trọng con? Một bức thư thân mật hay trang trọng? Theo con thì bức thư này thân mật hay là trang trọng? Trang trọng. Đúng rồi, bởi vì sao? Có những dấu hiệu gì? Anh có từ đi. Đúng anh rồi, có từ đi. Đi nè. Tiếp theo ở phần cuối nó có chữ sincerely và họ cả tên luôn. Lý do tại sao bức thư này trang trọng? Bởi vì đây là bức thư viết cho một người giáo viên của mình.
cho nên mình phải trang trọng ha. Cho nên mình viết cho bạn mình thì nó khác rồi. Đó, dùng những cái từ ngữ cũng thể hiện sự lịch sự luôn. Rồi, bây giờ đọc xong lá thư rồi. Bây giờ trả lời những câu hỏi thế này cho cô ha. Answer this question. The first question. Who is Miss Dalloway? Who is Miss Dalloway? Dalloway. Miss Dalloway. Ủa, tác giả là gì ta? The writer. The writer. Teacher. The writer, không phải là writer mà là writer. Chữ writing á. Writer. Teacher. Writer. Miss Dalloway là writer teacher. The writer teacher là giáo viên của người viết ha. Continue. Why is Shelly writing to Miss Dalloway? Why? Because he was sao ta? Chuyển sang một trường khác. Chuyển sang một trường khác. Chuyển sang một trường khác là she will go to a different school to teach. Chuyển là move to đó trình. Move to a different school to teach. Bởi vì cái từ Miss Dalloway này là chuyển sang trường khác dạy đúng không? Phải không? Yes. Charlie viết bức thư này cho cái cô Miss Dalloway bởi vì Charlie muốn cảm ơn con. Charlie wants to say thank you because Miss Dalloway is a wonderful teacher. Because she teach the writer many valuable things. Đây ha, bởi vì viết cái thư này để muốn cảm ơn bởi vì cô Miss Dalloway là một giáo viên rất tuyệt vời đối với tác giả và đã dạy cho tác giả nhiều những cái điều quý giá. Đó, đây là lý do viết thư ha. Tiếp theo, number 3. What did Shelley write at a closing before her signature? Shelley đã viết cái gì ở phần kết thúc lá thư trước cái phần chúng ta? Phần kết thúc lá thư có cái gì? Thank you. Không, trong bài á. Đây, câu này là trước khi lá thư thì cô ấy có ghi một cái câu, đó là câu I hope. I hope to hear from soon. You soon. Đúng rồi, có nghĩa là cô ấy muốn giáo viên của mình viết một lá thư đáp trả lại ha. Rồi, tiếp tục. Rồi, hết là chỉ có 3 question, có 3 câu thôi. Đây, đây chính là cái answer của 3 câu hỏi này ha. Rồi, cái cuối cùng. I hope to hear from you soon. Tiếp theo đó sẽ là sincerely, có nghĩa là thể hiện cái lòng biết ơn của mình ha. Thay vì nói your friend như là những bức thư thân mật thì mình sẽ dùng những cái kiểu như là regard, sincerely, như là một, hay một cái lời cảm ơn ha, chân thành cảm ơn, hoặc là thể hiện cái lòng biết ơn của mình sẽ dùng những cái kiểu này. Rồi bây giờ mình sẽ tới phần outline ha. Cái outline này thì trong cái phần lý thuyết mình đã học rồi nên cô sẽ cho qua phần này ha. Bây giờ mình sẽ bước sang phần detail, phần chi tiết ha. Đầu tiên phần heading mình phải có ngày tháng năm ha. Bất kỳ lá thư nào cũng phải có date cho cô, ngày tháng năm. Và lưu ý cách viết date là tháng trước, ngày rồi tới năm. Tháng, ngày, năm ha. Rồi, greeting thì sẽ là dear. Đối với trang trọng thì sẽ là dear, tên của người đó ra. Còn bức thư thân mật thì là hello, hi cũng được. Phần body, phần thân bài thì sẽ là
lý do viết thư đúng không? Rồi, nội dung cảm ơn. Và cuối cùng là khẳng định lời cảm ơn một lần nữa. Closing, kết bài thì mình sẽ thể hiện cái mong muốn người kia muốn trả lời thư của mình. I hope you write back to me soon, vân vân. Và cuối cùng là phần signature, phần chữ ký. Vậy thôi. Rồi bây giờ mình bắt đầu chuyển sang những cái structure, những cái mẫu câu có thể được sử dụng trong một bức thư cảm ơn nha. Đầu tiên đó là cái mẫu câu it has been seen. Đây, cái này mình đọc là seen nha chị. Mình sẽ không đọc là sai ha. Seen. Seen. It has been seen. Look at the example. Đọc cái câu ví dụ dùm cô nè. It has been a while since I last saw you. Rồi trong câu này con có thể thấy là có sự xuất hiện của hai thì. Đó là thì present perfect and present past simple. Present perfect và past simple. Quá khứ đơn và hiện tại hoàn thành ha. Đây, vậy thì cái mẫu câu này trước cái chữ seen mình sẽ dùng hiện tại hoàn thành, sau chữ seen sẽ dùng quá khứ đơn ha. Đã rất lâu rồi kể từ cái lần cuối cùng tôi gặp bạn. It has been cộng với thời gian ha. Rồi ở đây cô có four sentences trình giúp cô áp dụng cái mẫu câu ở trên, cái ví dụ ở trên, làm cho cô bốn câu này ha. It has been cộng thời gian cộng seen. It has been a long time ago, a while since I last wrote to you. Không cần ago đâu con. It has been a long time, ta không cần ago ha. A long time since I last wrote to you. Đã một khoảng một thời gian dài từ cái lần cuối cùng tôi viết thư cho bạn. Tiếp theo là number two. It has been months, a while since we last heard from you. It has been months, được rồi. It has been months. I since we last heard from you. Right, since we last heard from you, what does it mean? Có nghĩa là gì con? Tôi từng bạn đó. Hồi nãy giờ cô dịch sao? It has been months, có nghĩa là đã nhiều tháng rồi. Đã rất nhiều tháng rồi kể từ lần cuối cùng tôi nghe về bạn. Nghe về bạn. Heard là V2, V3, V4, kia. Number 3. Number 3. It long time. It has been too long. Là why since we last saw each other. Đúng rồi. It has been too long since we last saw each other. And number 4. It has been here why since we last talked to each other. To each other. Chính xác. Là easy đúng không? Cứ áp dụng it has been cùng khoảng thời gian cộng seen và cộng quá khứ đơn cho cô là sẽ ra cái mẫu câu là đã bao nhiêu lâu rồi kể từ lần cuối mình nói chuyện hoặc là mình viết thư cho người đó. Tiếp theo cái mẫu câu I hope có nghĩa là tôi hy vọng ha. Trong cái bức thư mẫu là I hope you write back to me soon, hy vọng bạn viết thư lại cho tôi sớm. Vậy thì câu ví dụ của mình lần này là do you like your new job? Bạn có thích công việc mới của bạn không? I hope you like your new job. Tôi hy vọng rằng bạn thích công việc mới của mình. Đó. Bây giờ cô có những cái câu này ha. Con chuyển sang cái mẫu câu tôi hy vọng cho cô nha. Yeah.
I hope you like your new school. I hope you like your new school. Right. Number two. I hope you like your present. I hope you like your present. Number three. I hope you doing well in school. Yes, I hope you doing well in school. And number four. Number four. I hope you enjoy vacation. I hope you enjoy your vacation. Cái thì của người ta bây giờ là hiện cái diễn thì mình có thể giữ nguyên thì luôn ha. I hope you are enjoying your vacation. Giữ cái thì là của người ta. Rồi tiếp theo, cô tới mẫu câu I am writing to you ha. Thể hiện cái lý do tại sao mình viết cái bức thư này. Cô ví dụ như là tôi viết lá thư này để báo với bạn rằng tôi sẽ kết hôn. Rồi mình đặt với cô câu đó đi cho. I will marry. I am writing to you to tell you that I am going to marry. Tôi viết thư để báo với bạn rằng tôi sẽ chuẩn bị kết hôn ha. Rồi, đây tương tự, cô cũng có một vài những cái câu ha. Rồi, trình giúp cô làm những câu này nha. You, I writing to you were an amazing girl. I am writing to thank you for. Tôi viết thư này để cảm ơn bạn. Hồi nãy câu của mình đặt là tôi viết thư này để báo cho bạn rằng. Bây giờ mình sẽ dùng chữ thank you ha. Tôi viết thư này cảm ơn bạn về một cái việc gì đó. I am writing to thank you for cộng vật in. Vậy thì number one của mình sẽ là I am writing to thank you for being a amazing coach. What does it mean, coach? Không là gì ta? Huấn viên đó ta. Coach là huấn luyện viên. Đúng rồi, huấn luyện viên nha. Tiếp theo number 2, number 3, number 4. Áp dụng cái công thức I am to thank you for what is. Làm cho cô thử nè. I waiting you are an excellent tutor. Tutor. Tutor là gì tình biết không con? Tutor. Tutor. Tutor là gì? Tương lai. No, tutor là gia sư. You gia were sư. An excellent tutor. Vậy thì câu của mình đặt sẽ là câu của mình đặt sẽ là gì? Đặt sẽ là I waiting you. Thank you. You were an excellent tour. I am writing to thank you for. Động từ thêm in cho cô. Động từ thêm in. Ê, động từ là động từ to be đúng không? Thì động từ to be thêm in vào là be in. Giống câu số 1 ha. I am writing to thank you. You are an excellent tutor. 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 Đúng rồi, tutor. Nhớ cho cô ha, tutor, gia sư. I am writing to thank you for being an excellent tutor. Number three, tương tự, câu số ba. Mà, I'm waiting to thank you. You. For you gave me headphone at five.
For, sau for là động từ thêm in. Ở đây con kiếm động từ cho cô. Động từ trong câu số 3 là chữ nào? Động từ thêm in. Gave me. Chữ gave, đúng rồi. Chữ gave là V2 của chữ gì? Chữ gave là V2 của chữ gì? Đây là từ give. Đúng rồi. Vậy thì mình sẽ chuyển là forgiving me. Động từ thêm in ha. Forgiving me. Forgiving me. Tôi viết thư để cảm ơn vì bạn đã cho tôi những lời khuyên hữu ích. Rồi, continue. Number 4. I'm waiting to thank you for you showing me around the city. Right. For I'm writing to thank you for showing me around the city. Rồi. Tiếp theo tới appreciate ha. Appreciate bữa trước mình học. What does it mean? Có nghĩa là gì ta? Appreciate. Gì nhỉ? Appreciate là biết ơn. À, cô ví dụ có một câu sau đây ha. You taught me many valuable things. Bạn đã dạy cô những điều quý giá. Vậy thì mình sẽ thể hiện lòng biết ơn vì cái việc mà người đã dạy mình những cái điều hay nha. Mình sẽ dùng là I really appreciate it. Lý do tại sao? Bởi vì quá khứ là mình đã biết ơn rồi. Nên mình dùng ở dạng quá khứ. I really appreciate you teaching me many valuable things. Ở đây, động từ thêm in cho cô nha. Appreciate cộng với cái người đó và cộng với động từ thêm in. Rồi, đây. I really appreciate you cộng với vật in. Rồi, tương tự. Làm cho cô bốn câu này ha. The barista you talk in me English. Phải talking không? Chữ talk là V2. Con phải đưa nó trở về cái dạng V1 của nó không có thêm in được. Talk là V2 của chữ gì? Con phải chuyển nó về V1 trước. Là từ gì nhỉ? Chữ dạy đó con. Chữ dạy với một là gì? Chữ dạy là teach. Đúng rồi. Vậy thì I really appreciate you teaching me English. Mà là appreciate. Appreciated you. You dạy thêm in vào. Teaching me English. Đúng rồi. Tương tự number 2, câu số 2 nha. Câu số 2. I really appreciate you helping me with my homework. Rồi, I really appreciate you helping me with my homework. Chính xác. Number 3. Number 3. I really appreciate you caring so much about us. Chính xác. And number 4. Number 4. I really appreciate you working so hard as our teacher. Appreciated nha. Yeah. Cái cô là cho ED vào. Appreciated. Rồi. I really appreciated you working so hard as our teacher. Rồi. Tiếp theo mình tới phần brainstorm. Đây là phần tổng kết lại ha.
cô ôm lại. Này, look at the board, nhìn vào cái khung cho cô ha. Ở đây người ta cho mình một vài những cái chữ trước khi mình ký tên mình có thể ghi. Đó chính là chữ sincerely nè, regard nè, best regard nè, sincerely your nè, respectfully your nè, vân vân. Những mẫu câu thể hiện cái sự lịch sự của mình ha. Rồi, one more time. This is a summary of a thank you letter. Đây là phần tóm tắt những cái mà thank you letter, lá thư cảm ơn cần phải có ha. Heading, ngày tháng năm nè. Greeting là dear nè. Trong phần thân bài thì sẽ có asking about the person, talking about yourself, saying thank you, last word, cuối cùng là signature. Rồi. Homework. Rồi, đây là phần homework. Nhưng mà thay vào đó thì mình cứ làm luôn đi ha. Để bài, cái phần homework của mình nó ít bài lại. Rồi, mình tìm giúp cô làm luôn đi con. It has been a very long time ago watching Ira receive a letter from you. À, không có why nha, chỉ có seen thôi. It has been a long, a very long time since I class receive. Chữ receive này mình phải thêm ed vào nha Trinh. Yeah. Receive này thêm ed vào cho cô ha. Rồi, Trinh giúp cô viết cái câu này ra đi con. Viết bốn cái câu này ra cái vùng chat ha. Để xem con chi thì đúng không. Rồi, viết ra cái khung chat cho cô xem nè. It has been. Rồi, chia thị cho cô nè. It has been a very long time ago. Không có ago nha Trinh. Không có ago nha con. Chỉ có it has been a very long time. Không ago cho con ha. Không thêm bất kỳ chữ gì sau nó nữa. Nha. Không thêm bất kỳ chữ gì sau những từ này. Since I last received a letter from you, chính xác. Còn number 2, number 3, number 4 làm luôn cho cô ha.
Rồi còn câu number 4 nữa. It hammer seen the last hurt. Chữ hurt là phải chữ này nha con. Chữ hurt là phải chữ này nha. Đây. Hurt. Câu cuối cùng chữ hurt ha. V2 của nó. Rồi, ok. Tiếp tục. Rồi, tiếp tục bốn câu này. I hope. Cái này thì dễ, chỉ cần đọc cho cô là được rồi. Không cần phải viết nha. Number one. I hope you like your new house. I hope you like your neighborhood. I hope you're feeling better. I hope you having a fun summer. I hope you are feeling better. I hope you are having a fun summer. Ở đây người ta thì nào thì mình cứ giữ nguyên thì đấy nha. Tiếp diễn thì mình vẫn giữ tiếp diễn. Rồi, tiếp tục với cái cấu trúc I am writing to thank you for. Cái này không cũng chỉ cần đọc cho cô thôi. I am writing to thank you for your fantastic intro. Vật in nha. Vật in. Động từ thêm in. Đi xác định động từ cô trước và lấy động từ đó trả về nguyên mẫu thêm in. Fantastic. Không. Ê, động từ trong câu số 1 là gì? Động từ to be nè con. Vậy thì to be mình thêm in vào sẽ là gì? To be mà thêm in vào. Be thêm in vào là be in. Be in. Be in. Vậy thì I am writing to thank you for. I mean thank you for you were you being for verb in for being a fantastic in. Đúng rồi, fantastic in gì? Instructor. Instructor, người hướng dẫn đó ta. Người hướng dẫn. Rồi, tương tự number 2. Number 2 giống câu số 1 ha. I am waiting to thank you for you being an... Không có you nữa, for cộng với động từ in luôn. Chứ for không có you being an unforgettable teacher. Đúng rồi. Number 3, number 4 khác nha. Number 3, number 4 không còn là động từ to be nữa. Mà nó có động I'm từ thêm nè, đúng không? I'm waiting to thank you for you coming to my retire. Không Trinh, cô đã nói rồi. Sau chữ for không có dùng chữ you nữa cho cô. Con cộng trực tiếp động từ I'm luôn. Waiting to thank you for coming to my retire. Phải coming không? Came là coming. Thứ hai. Đúng rồi. Phải là coming mới đúng rồi. Nhớ cho con nha. Rồi. Vậy cái chữ recital là gì con? Đúng rồi. Recital. Recital. Làm buổi biểu diễn. Recital là buổi biểu diễn nha. Rồi, tiếp theo. Number 4. Number 4. I want to thank you for getting me a great reason. Chữ gây là V2 của chữ gì? Con phải chuyển sang nguyên mẫu của nó, không mới thêm in được. Như là get. Không phải. Gây là V2 của chữ give. Đúng rồi. Vậy đây là giving, đúng. Giving me a ray reason.
Đó, nhớ nha, phải chuyển nó về bên mà nó trên in được ha. Tiếp tục. I really appreciate it. I really appreciate you fixing me, fixing my computer. Đúng rồi, number two. I really appreciate it. I really appreciate it. Not really, really. I really appreciate you helping me. Six. Appreciate it. Appreciate it. Tiếp đi con. Appreciate helping me get good grade. Appreciate it. You helping me get good grade. Number three. Number three. You listen. I really appreciate you listening to my problem. Đúng rồi. And number four. I really appreciate you coming in on the weekend to talk me in English. Coming, đúng rồi, đó là coming nha. Rồi, bây giờ cô giao bài tập về nhà cho Trình. Đây, bài tập về nhà của Trình sẽ là viết một lá thư cảm ơn cho cô với một cái đề bài là You can back. You came back from. Hơi chút nữa cô gửi mail cho con ha. Dạ. Cô gửi mail cái đề về cho con. Đây là một lá thư cảm ơn là con vừa mới trở về từ một chuyến đi du lịch. Và trong lúc con đi cái chuyến đi đó thì con có nhận được sự giúp đỡ của một người bạn. Sau đó con sẽ viết một lá thư khi mà con về đến nhà con rồi. Con viết một lá thư để cảm ơn cái sự giúp đỡ của người bạn đó. Có thể là cảm ơn vì người bạn đã dẫn con đi những cái tham quan, những cái nơi nào đó. Rồi. Và giúp đỡ con ha. Cho con ở nhờ nhà chẳng hạn. Chút nữa cô sẽ gửi mail cái đề cho con. Trình dựa vào cái dạng ý. Làm cho cô, viết cho cô lá thư cảm ơn ha. Bởi vì đây là viết cho người bạn của con. Để con viết thân mật hay là viết trang trọng. Viết cho bạn thì thân mật hơn trang trọng. Đúng rồi. Thân mật thì mình sẽ sử dụng những lời thân mật ha. Ví dụ như là hi, hello, nói chuyện không cần quá khách sáo ha. Rồi, cô sẽ gửi mail nhé, chiếc mail cho cô nha. Dạ. Yeah. Dạ, yeah. So we stop here. Goodbye and see you tomorrow. See you later. Okay.